Và sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Hoa Kỳ lại phải đối mặt với một nguy cơ chính phủ đóng cửa thêm lần nữa. Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc cô Corinne Jean-Pierre đã kêu gọi đảng Cộng hòa tại Hạ Viện cần làm việc để ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa thêm một lần nữa một cách không cần thiết. Phát biểu trong cuộc họp báo vào hôm thứ Sáu, cô Jean Pierre nói là chúng ta đã từng trải qua vụ này mấy lần rồi và chúng tôi luôn nói rất rõ ràng rằng đảng Cộng hòa tại Hạ viện đang có việc phải làm, nghĩa vụ căn bản của họ là giữ cho chính phủ luôn mở cửa. Họ không cần chơi trò chơi chính trị mà cần phải hoàn tất việc này. Hai phần ba các thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã bỏ phiếu ủng hộ thỏa thuận ngân sách hồi năm ngoái. Đến đầu năm nay họ đã tái khẳng định thỏa thuận đó. Vậy thì vấn đề nằm ở đâu? họ cần phải hoàn tất thông qua ngân sách, có những chương trình quan trọng mà người dân Mỹ cần và vì vậy, đảng Cộng hòa phải có hành động và bảo đảm rằng chính phủ luôn mở cửa hoạt động. Hồi tháng trước, Quốc hội đã đạt thỏa thuận về dự luật ngân sách tạm thời lần thứ ba để duy trì nguồn tài chính giúp đỡ cho chính phủ liên bang tiếp tục hoạt động cho đến ngày 1 tháng 3 đối với các bộ cựu chiến binh, bộ nông nghiệp, bộ phát triển nhà ở và đô thị, bộ giao thông vận tải và bộ năng lượng. Các cơ quan còn lại của chính phủ sẽ có ngân sách hoạt động đến ngày 8 tháng 3 trong tuần này các dân biểu cực hữu đảng cộng hòa tại hạ viện đã yêu cầu chủ tịch hạ viện mike johnson ngừng các cuộc đàm phán với đảng dân chủ tại thượng viện để thông qua đạo luật ngân sách một lần cho xong thay vào đó thì hỏi suối ông johnson cứ tiếp tục tròi gia hạn ngân sách tạm thời sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới binance bị phạt 4,3 tỷ mỹ kim một quan tòa ở seattle tiểu bang washington đã chấp thuận lời nhận tội của sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới binance và khoản tiền phạt hơn 4,3 tỷ Mỹ kim vì vi phạm luật chống rửa tiền của liên bang và các lệnh trừng phạt khác do thiếu sót trong thủ tục kiểm soát nội bộ. Thẩm phán Washington Richard Jones đã phê chuẩn thỏa thuận nhận tội giữa Binance với các công tố viên liên bang. Theo đó Binance sẽ phải nộp phạt 1,8 tỷ Mỹ kim và bị tịch thu 2,5 tỷ Mỹ kim. Đây là mức phạt lớn nhất từ trước đến nay đối với một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tiền tệ và được cho là tương xứng với mức độ hành vi phạm tội nghiêm trọng. Binance bị buộc tội thu lợi từ hệ thống tài chính của Hoa Kỳ mà không tuân thủ các quy định, dẫn tới việc bọn tội phạm đã sử dụng sàn giao dịch này để chuyển hàng trăm triệu Mỹ kim tiền bị đánh cắp và tiền thu được bất hợp pháp. Theo kết quả một cuộc điều tra kéo dài nhiều năm, Binance đã không báo cáo hơn 100.000 giao dịch đáng ngờ liên quan đến các nhóm khủng bố bao gồm Hamas, Al Qaeda và ISIS. Các công tố viên cũng cáo buộc Binance hỗ trợ việc bán các nội dung lạm dụng tình dục trẻ em và nhận tiền chuộc cho các nhóm tin tặc tấn công mã độc. Tháng 11 năm ngoái, Binance đã dàn xếp thỏa thuận đồng ý nhận tội. Giám đốc điều hành của Binance, ông Triệu Trường Bằng, đã nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền của Mỹ và đồng ý từ chức. Ông ta đang được cho tại ngoại hậu tra với số tiền bảo lãnh khổng lồ 175 triệu Mỹ Kim. Phiên tòa xét xử theo dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 4. Ông Trump so sánh những vụ kiện nhắm vào ông với sự phân biệt đối xử nhắm vào người da đen. Phát biểu tại một buổi dạ tiệc gây quỹ vận động tranh cử do Liên đoàn Người Da Đen Bảo Thủ tổ chức tại Columbia, South Carolina hôm thứ Sáu 23 tháng 2, cựu tổng thống Donald Trump đã so sánh những cáo trạng hình sự nhắm vào ông với cuộc đấu tranh của cộng đồng người Mỹ da đen chống lại nạn phân biệt đối xử. Ông Trump nói là tự nhiên tôi bị truy tố vì lý do gì đó mà chẳng là gì cả. Họ làm vậy vì đó là can thiệp bầu cử rồi tôi bị truy tố lần thứ nhì rồi lần thứ ba rồi lần thứ tư và rất nhiều người nói đó là lý do người da đen thích tôi vì họ từng bị tổn thương nặng nề và bị kỳ thị và họ thật sự thấy tôi cũng đang bị kỳ thị ông nói rằng người da đen bảo thủ hiểu rõ hơn ai hết rằng một số tội lỗi thuộc loại lớn nhất lịch sử đất nước chúng ta xuất phát từ những hệ thống thối nát luôn cố nhắm vào và nô dịch hóa người khác để tước đoạt quyền tự do và các quyền khác của họ tôi nghĩ đó là lý do người da đen bây giờ đứng về phía tôi nhiều như vậy vì họ thấy tôi đang bị sao thì họ cũng bị như vậy ông trump tuyên bố thêm rằng người mỹ da đen cảm thông với tấm hình chụp lúc bị bắt tức là mật shot của ông hơn bất cứ ai khác Ông nói là hình chụp lúc tôi bị bắt, quý vị có biết ai cảm thông hơn bất cứ những người nào khác hay không? Cộng đồng người da đen chứ ai? Nhiều người da đen bán áo thun in hình chụp mất shot của tôi 19 đồng một cái, bán được cả triệu cái áo đó. Tôi không biết là mình có nên đáng tự hào hay không, nhưng áo bán chạy hơn áo Elvis là được rồi phải không? Cũng trong buổi già tiệc gây quỷ, ông Trump đã công kích tổng thống Joe Biden nói rằng Joe Biden từ trước tới giờ tỏ ra là một kẻ phân biệt chủng tộc rất xấu xa và đáng kinh tởm. Đáp lại lời chỉ trích vô căn cứ này, ủy ban tranh cử của ông Biden tuyên bố là tháng 11 tới đây, cho dù ông Trump có tham dự bao nhiêu chương trình gian xảo gặp gỡ cử tri đi nữa, cộng đồng người Mỹ da đen sẽ cho ông thấy là chúng tôi biết rõ con người thật của ông ra sao. Quốc hội Florida thông qua luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Lưỡng viện Quốc hội Florida do đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội nhằm bảo vệ chúng trước những rủi ro về sức khỏe tâm lý. Dự luật đã được Hạ viện Florida thông qua với tỷ lệ áp đảo 108 phiếu thuận, 7 phiếu chống, sau khi đã được Thượng viện phê chuẩn và hiện đang chờ được Thống đốc Ron DeSantis ký ban hành. Nếu được thông qua, đạo luật sẽ buộc các nền tảng mạng xã hội đóng tài khoản của những người dưới 16 tuổi và sử dụng hệ thống xác minh của bên thứ ba để sàng lọc những người chưa đủ tuổi vị thành niên. Dự luật miễn trừ các trang web và ứng dụng có chức năng chính là email và nhắn tin. Những người ủng hộ cho rằng luật này sẽ ngăn chặn những tác động có hại với sức khỏe tâm lý của trẻ em khi sử dụng mạng xã hội quá mức và có thể gặp phải tình trạng lo lắng, trầm cảm và các bệnh tâm thần khác. Ngược lại, những ý kiến phản đối nói rằng dự luật vi phạm quyền tự do ngôn luận và rằng chỉ có các bậc phụ huynh chứ không phải chính phủ mới có quyền đưa ra quyết định về sự việc của con em của họ có nên sử dụng mạng xã hội hay không. Thống đốc Ron DeSantis, người từng tỏ ý lo ngại là dự luật có thể sẽ vi phạm quyền tư ẩn, cho biết ông tin rằng mạng xã hội có hại cho trẻ em, nhưng phụ huynh vẫn có thể giám sát. Ông cũng tỏ ra cảnh giác với một luật mới có thể vượt quyền của các bậc phụ huynh. Tháng 3 năm ngoái, Utah đã trở thành tiểu bang đầu tiên ban hành luật yêu cầu sự cho phép rõ ràng của cha mẹ đối với bất kỳ ai dưới 18 tuổi muốn sử dụng các mạng xã hội. Một số tiểu bang khác bao gồm Arkansas, Louisiana, Ohio và Texas sau đó cũng đã thông qua các luật tương tự. Dự luật mới của California nhằm bỏ việc đổi giờ hai lần một năm, Hai nhà lập pháp tại Hạ viện và Thượng viện tiểu bang California đang giới thiệu hai dự luật khác nhau nhưng có cùng một mục đích là chấm dứt việc cứ phải đổi giờ hai lần một năm. Dự luật AB 176 của Hạ viện tiểu bang do dân biểu trí tạ bảo trợ và dự luật SB 1413 của Thượng viện tiểu bang do Thượng nghị sĩ Roger Niallo bảo trợ giống hệt nhau, yêu cầu chính quyền tiểu bang chuyển từ chế độ Daylight Saving Time sang sử dụng chế độ Standard Time. Năm 2018, cử tri California đã chấp thuận đạo luật Proposition số 7 cho phép quốc hội có quyền thay đổi điều này nếu đạt được ít nhất là 2 phần 3 số phiếu. Từ đó đến nay đã có hai dự luật được đề nạp. Dự luật năm 2018 đã được Hạ viện tiểu bang thông qua với tỷ lệ tuyệt đối 72 phiếu thuận không có phiếu chống, 8 phiếu trắng, thế nhưng đã bị rút lại trước khi bỏ phiếu tại Thượng viện. Đến năm 2022, một dự luật khác đã thất bại với 27 phiếu thuận, 8 phiếu chống và 43 phiếu trắng. Hai dự luật mới đang được đệ trình năm nay có một điểm khác biệt rất quan trọng so với các dự luật trước đó, đó là dự luật mới không yêu cầu chấm dứt daylight saving time mà tiểu bang vốn không có quyền bãi bỏ theo luật của liên bang. Thay vào đó thì dự luật mới chỉ yêu cầu California chuyển sang áp dụng chế độ standard time thay vì Daylight Saving Time. Hiện tại trong số 50 tiểu bang chỉ có Hawaii và Arizona là áp dụng chế độ Standard Time này, nên không phải đổi giờ hai lần mỗi năm. Vụ án nữ sinh trường đại học Georgia bị giết, nghi can, đã bị bắt giữ. Cảnh sát trường đại học Georgia thông báo họ đã bắt giữ một nghi can liên quan đến vụ án sinh viên y tá Laken Riley bị sát hại. Hôm thứ Năm 22 tháng 2, cảnh sát đã tìm thấy thi thể của cô Riley, 22 tuổi, phía sâu hồ Herrick tại một khu rừng trong khuôn viên nhà trường. Một người bạn của cô Riley cảm thấy lo lắng vì mãi mà vẫn không thấy cô về nhà sau khi chạy bộ tập thể dục, nên đã gọi điện báo cảnh sát. Cô Riley được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh và được các nhân viên cấp cứu tuyên bố đã chết tại hiện trường. Tại cuộc họp báo hôm thứ Sáu ngày 23 tháng 2, Cảnh sát trưởng Đại học Georgia, ông Jeffrey Clark, cho biết Chúng tôi đang tạm giam và đang xin lệnh bắt giữ nghi can Jose Antonio Ibarra, 26 tuổi. Anh ta đang cư trú tại thành phố Athens, nhưng không phải là công dân Mỹ. Cảnh sát cho biết những bằng chứng mà họ có được rất chắc chắn nhờ vào các ý kiến đóng góp quan trọng của công chúng, các bằng chứng vật lý và nghiệp vụ chuyên môn của cảnh sát, đặc biệt là các đoạn phim thu thập được từ camera an ninh trong khuôn viên nhà trường. Cảnh sát cũng nói thêm rằng tại thời điểm này, cuộc điều tra cho thấy nghi can và nạn nhân không có mối quan hệ nào, hoàn toàn không quen biết nhau. Nghi can Jose Ibarra đang phải đối mặt với các cáo buộc giết người có chủ ý, giết người trọng tội, hành hung nghiêm trọng, cấm cố trái phép, bắt cóc cản trở cuộc gọi 911 và che giấu cái chết của người khác Sang qua bản tin địa phương tại miền Nam California, trộm giả danh nhân viên công ty bảo an nhắm mục tiêu vào các gia chủ là người cao niên. Biện lý của quận Cam đã khởi tố hai nghi can Jacinto Chavez, 37 tuổi, và Jeremiah Chavez, 19 tuổi, là hai cha con, bị cáo buộc đã giả danh nhân viên công ty bảo an để vào nhà trộm cắp của các gia chủ là những người cao niên, trong đó có cả một cụ bà bị mù. Trong một vụ xảy ra ngày 11 tháng 12 năm ngoái tại Harbor City, nghi can Jacinto bị cáo buộc đã mang cả huy hiệu của công ty bảo an Prince Home, giả làm nhân viên của công ty này, đến gõ cửa thuyết phục các khổ chủ cả tinh cho hắn ta vào nhà để lắp thanh chắn cửa sổ. Khi vào được bên trong nhà, hắn ta đã ăn trộm nữ trang, tiền mặt thẻ tín dụng, thông tin thẻ tín dụng và nhiều vật dụng có giá trị khác. Con trai của hắn đóng vai trò hỗ trợ ở bên ngoài. Đến ngày 4 tháng Giêng năm nay, cảnh sát trong lúc thực hiện lệnh khám xét nhà của nghi can tại Riverside đã tìm thấy bằng chứng cho thấy là nghi can này có thể đã thực hiện nhiều vụ trộm khác trên khắp các quần hạt miền Nam California, trong đó có nhiều vụ tại Anaheim. Cảnh sát đã liên lạc với công ty An ninh Prince Home và được xác nhận rằng nghi can Jacinto chưa từng bao giờ là nhân viên của họ. Hai nghi can đã bị bắt, Jacinto Chavez bị cáo buộc nhiều tội trộm cắp với các mức độ lớn nhỏ khác nhau. Nếu bị kết án với tất cả các tội danh này, y phải đối mặt với bản án hơn 11 năm tù. Còn nghi can Jeremiah Chavez cũng bị cáo buộc hai tội trộm cắp phải đối mặt với bản án 6 năm tù. Phiên tòa điều trần trước khi chính thức xét xử theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 4. Nhân dịp này nhà chức trách cảnh báo các cư dân, nhất là các cụ cao niên nên cảnh giác khi có người lạ, tự xưng là nhân viên của một công ty nào đó đến gõ cửa đòi vào nhà nếu quý vị không đặt lịch hẹn hoặc là không chắc chắn về người đó thì đừng cho phép họ vào nhà hầu hết nhân viên của các công ty gas điện nước thường mặc đồng phục có giấy tờ tùy thân có in hình ảnh rõ ràng và lái xe của công ty và nên nhớ là đừng bao giờ để bất cứ ai vào nhà mà không đi theo canh chừng họ